Chuỗi khách sạn của Leo Messi khác với khách sạn đậm dấu ấn cá nhân như của Cristiano Ronaldo khi hợp tác với Pestana Hotel Group với chuỗi khách sạn Pestana CA7 Hotel. Khách sạn 4 sao của Lionel Messi thiên về thiết kế trang nhã, ít màu mè với thương hiệu Mim Hotel. Leo Messi bắt đầu lấn sân kinh doanh khách sạn bằng việc hợp tác cùng đối tác Majestic Hotel Group mua lại một khách sạn 4 sao ở thị trấn ven biển Sitges và được gắn tên với Mim Sitges, mở ra loạt đầu tư khách sạn Mim. Khách sạn Mim Sitges, Tây Ban Nha. Khách sạn 4 sao Mim Sitges kiểu boutique được mệnh danh là ốc đảo yên tĩnh giữa trung tâm thị trấn Sitges, cách Barcelona khoảng 42 km. Mim Sitges được xây dựng năm 2013 với 77 phòng, thiết kế trang nhã, màu sắc hài hòa. Du khách có thể tận hưởng dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, hồ bơi, phòng họp 300m². Khách sạn có skybar trên tầng thượng Mim Sitges, hồ bơi sang trọng, tầm nhìn ra biển Địa Trung Hải và thị trấn. Khách sạn của Messi từng được cấp giấy chứng nhận cho các công trình xây dựng xanh bởi Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ. Khách sạn Mim Mallorca, Tây Ban Nha. Hotel Mim Mallorca nằm trên bờ cát phía đông của đảo Mallorca, có tầm nhìn ra biển thoáng đãng cùng nội thất hiện đại. Khách sạn Mim Mallorca này của Lionel Messi được tân trang lại vào năm 2020 với 98 phòng và suite, hai hồ bơi ngoài trời, spa, hiên tắm nắng, sky bar cùng nhiều dịch vụ. Khách sạn Mim Ibiza Espai, Tây Ban Nha. Khách sạn Mim Ibiza Espai của Leo Messi có tổng cộng 52 phòng và chỉ đón khách trên 18 tuổi này nằm gần trung tâm thành phố Ibiza. Bãi biển bao sơ và những điểm đến sôi động về đêm. Khách sạn Mim Ibiza Espai của Leo Messi cũng là nơi thường tổ chức các bữa tiệc của cộng đồng LGBT Skirt Club và các bữa tiệc thác loạn sex đồng tính. Dịch vụ ở đây đầy đủ gồm một số nhà hàng phục vụ ẩm thực Địa Trung Hải, quốc tế, có hồ bơi sang trọng, quầy bar trên tầng mái, spa, phòng gym. Khách sạn của Messi nằm trên hòn đảo du lịch lừng danh Ibiza ngoài khơi Địa Trung Hải, cách bờ biển thành phố Valencia của Tây Ban Nha khoảng 79 km. Đây là đảo lớn thứ 3 của quần đảo Baleares, một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha. Gia đình Messi định kỳ mỗi năm đều đến Ibiza ít nhất một lần để nghỉ dưỡng. Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh, Sean Corcoran, đã thiết kế lại khách sạn vào năm 2014. Khách sạn mang phong cách Art Deco, lấy cảm hứng từ những năm 1940. Khách sạn Casa Canat, Andorra. Khách sạn Casa Canat này của Leo Messi ở Andorra có quy mô 31 phòng. Khách sạn Casa Canat ở Andorra được chọn không chỉ do tọa lạc gần Barcelona, mà còn vì đất nước nhỏ bé này đang thu hút hàng nghìn khách du lịch đổ xô đến các sườn núi trượt tuyết trong mùa đông. Hotel Mim Baqueira, Tây Ban Nha. Ấn tượng nhất trong chuỗi khách sạn của Leo Messi phải kể đến Hotel Mim Baqueira tại khu nghỉ dưỡng nằm ở trung tâm dãy núi Pyrenees, thung lũng Aran. Hotel Mim Baqueira sử dụng cáp treo đưa khách lên đỉnh trượt tuyết lớn và nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Khách sạn 4 sao này của Messi hướng tầm nhìn ra thung lũng. Du khách có nhiều sự lựa chọn ở trong các căn hộ 2 tầng, suite hay phòng đơn, ăn món địa phương, quốc tế tại Restaurant Land.